đây để coi cái chiếc Vespa cổ. Đây là những cái chiếc Vespa cũ từ xưa mà được phục chế, phục dựng lại. Đây mình sẽ cho cả nhà coi. Cái này như là số tay đó các bạn. Đây là trên này cái bánh xe này, như là xoáy cái nắp này ra là nó sẽ tháo cái bánh sơ cua ra. Còn số đây các bạn này, đây là số 1, số 2, số 3, số 4, số tay nhá. Đây là có các cái phím này. Bình xăng, biết bình xăng đâu, bình xăng chắc đây quá. Đây cái này là 150 phân khối. Đây cái này là phanh này, thắng này các bạn này, có cái thắng chân. Đây con này cũng xe chú rồi chú, xe khách hết. Chú chỉ sửa thôi. Như một con xe như này thì bây giờ khoảng bao nhiêu tiền chú? 70. Vậy là còn mắc hơn là ngang ngửa với xe mới đúng không? Không, tức là ngang ngửa với Vespa mới đúng không? Tay ga ấy chú. Thằng này là nó bền hơn hay là sao chú? Cái đồ xe này nó đủ giá mà giống như ai chỉ cầm mấy ai khoái dạng như xe cổ thì họ thích hơn đúng không chú? Nó đòi. Dạ. Cái đây là cái thằng mới đầu con nghĩ là xe này rẻ mà 70-80 mà, thế là về đây nhìn thấy chiếc xe này, chiếc xe này cỡ khoảng 70 triệu á các bạn. Đó. Đây còn những cái chiếc cũ nữa đây, chú đang bung ra để sửa chữa. Piaggio Italy, tên làm nên lịch sử. Thắng là rất là nhẹ các bạn. Chế tay chú đang đổ dầu vô thắng. Chế thắng đĩa luôn. Dạ. Con đi. Dạ chưa, con chưa. Các cái thằng này nó bền hơn xe đời mới này hay sao chú? Hay là nó có gì hay hơn? Cái này nghe giòn, nghe tiếng nổ, nghe khoái. Rồi thôi giờ mình sẽ dừng cái video này tại đây nhé. Đi qua coi chú sửa những cái chiếc Vespa cổ và đồng thời nhìn những cái chiếc xe này thấy rất là dễ thương. Đó, chiếc xe 70-80 chai không hề rẻ chút nào nhưng mà được tút lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xe của anh ấy. À, xe xanh của anh luôn. Một mình mà chơi hai xe luôn à? Hai ba chục chiếc. Hai ba chục chiếc á? Thế nhà để đâu? Phải có kho để à? Mấy anh đó chơi chuyên nghiệp mà. Ta có cái niềm mê, ta sở thích. Thấy chiếc nào ngon là thì cứ mua thích. Em thích là do mỗi đời mỗi vẻ đẹp. Dạ. Đâu phải không có đam mê mới được. Đây là BX, nhìn đi hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn. Dạ. Kia cỏ tính nó nhỏ xíu rồi, nhìn nó cổ điển, nó lục lục hết sắc chứ. Chiếc này là anh chơi được bao lâu rồi? Chiếc này hả, mới làm năm mấy à? Mà làm lại có nhiều tiền hơn mua xe không? Làm lại 70 triệu. Mua xác kia làm lại á 70 à. Mà cái này cũng phải biết chỗ làm nữa chứ đúng không? Chứ đâu phải à. Rồi anh muốn có mấy anh em có làm 40 triệu cũng có, nhưng mà nó khác, nó không chất lượng bằng đâu anh. Chất lượng bằng còn này mình làm để mình đi, mình chơi, mình đi xa, đi 100-200 cây số là chuyện bình thường với nó. Dạ. Đôi khi làm cái làm đồ cũ là phải không bằng. Dạ. Đi nó ngon rồi. Ờ, chiếc này chạy tới cả 100 cây số. Đi về 200 mấy cây rồi. Không gì đâu. Vậy anh chạy xa nhất là đi đâu rồi? Để là mới đi xuống góc Bình Châu, 120 cây. Dạ. 120 cây. Đi xa hơn nữa vẫn độ bình thường mà. Vâng. Anh nhìn này như mới luôn. Hôm em có về đâu nhỉ? Về Tân Huệ Viên, thấy họ cũng có một cái chỗ họ chuyên. Và thấy cũng có nhiều. Với lại em đi về Hậu Giang cũng thấy trên đường họ bán nhiều các cái xe cũ mà họ cũng chế ra, sưu tầm được. Dạ. Vậy anh làm bên kiến trúc sư hay làm gì mà lại thích chơi xe? Bán quần áo này kia thôi. Dạ. Cái lốp trước cửa kia của nó lúc mình có tự thay được không anh? Dạ. Dạ. Đây cái này cứ gỡ mấy con này nè. Gỡ mấy này nè. Chặn ra rồi lấy thằng này xuống, ráp vô giống đây. Xe hơi vậy đó. Dạ. Tiện người như thằng này bây giờ 100 cây đi nó hết 3 lít xăng không anh? Bình thường nó chừng cỡ 40 cây, 40 cây đó. 40 cây một lít. Như cái này là nó bằng thép luôn đúng không anh nhỉ? Cái nặng gan. Cái này là sắt hết. Sắt. Đầu đèn là phải sắt. Vâng. Cái này số nó là 4 số. Một là xuống, 2, 3, 4 là lên. Dạ. Phải nổ máy. Nổ máy mới vô côn nó. À. Nó không vô được số. Dạ dạ. Đó, bây giờ các kỹ sư bên Ý sang đây giật mình thấy xe nhìn sao vẫn còn mới á. Ngày xưa em cũng chơi một cái kênh về xe máy. Nhưng mà sau rồi không có đi quay được xe ấy, nên là cũng không có biết. À, trước là bây giờ là kênh autobuy.vn, nhưng mà lúc đấy chỉ chuyên về xe mới thôi. À, autobuy em theo dõi. Vâng, em làm em xây cái kênh đấy ngay từ ngày đầu đấy. Thực ra thì sau này thì em làm về cái đề tài khác, nhưng mà cái đấy thì để lại cho một người khác họ dựng, với lại cộng tác viên họ dựng. Mình chỉ lên ý thôi, chứ còn nếu mà đúng ra đi ý, làm về xe phải đi gặp những các cái chú này với những người chơi xe giống như anh ấy để mình mới hỏi chuyện thì mới
khách người ta mới coi phong phú, chứ mình đọc tin hoài ấy, người ta đâu thích đâu. Dụ lên con xe này ở tiệm nào, bao nhiêu lâu, rồi bao nhiêu tiền, rồi cái kinh nghiệm chơi, từng dòng cách chọn xe thì họ mới khoái. Vậy là anh phải qua quán cà phê Cao Minh, phố cổ là đằng cuối tuần nó mới có nhiều xe. Nên là ở dưới, ở bên Lơi Trăng Long đúng không? Vâng. Cuối tuần xe qua đó nhiều. Vâng. Bên đấy thì là thấy nổi tiếng rồi. Và tức là một là mình ở còn gần mình, đây nữa. Kia mấy anh chơi đảo làng lắm á. À. À đây là có một. Chơi này thì cái khó nhất là gì anh? Khó gì đâu, khó là bọn không không có sự đam mê rồi khó. Cái này mới vô chơi. À. À, vô chơi biết được. Cái đó khó. Bài nhất mới khó. Mỗi cái nghệ thuật chơi mà nhờ nó rườm rà như vậy mà thấy phải tiêu cái sự rườm rà. Không, mà như thế thì nó khó dẫn người mới vào nghề. Em đi chơi qua rồi em bị anh biết được. Mà như vậy đó. Như ngày xưa ông già em là đi cái xe là lúc đấy xe Mobilet màu xanh xanh cá xám ấy. Thế là lúc đó trước là cũng tự sửa. Cái này nói chung là phải yêu rồi mới chơi được, bị giật mà. Cũng giật rồi không có ngay vô chơi không bị. Nhiều khi nó không nổ máy, không biết ở đâu, không biết dắt đi đâu. Cái chơi nó phải đam mê lớn nhất là mình học hỏi rồi mình chạy dọc, dọc mình không biết xe nó hơn như thế nào, bị nào. Dạ. Có thầy, có hướng dẫn. Và bạn bè anh em dìu đi nhé chú. Và đi lên từ cái chuyện cái gì đó. Ví dụ giờ mình đi cho lô của mình mà không có hội nhau, không biết hỏi, nhiều khi mua phụ tùng cũng không biết mua ở đâu. Mua là chắc là không có nào mua được. Mua chơi có mình, quá trình mua được đó, chơi có mình thích thì lên đi thôi, nhưng mà đi là chán. Dạ. Bởi vì đặt là kia mình dễ nản. Vâng. Mình gặp mấy anh em chơi chung là chỉ qua chỉ lại. Có hội nhiều khi anh dư con ốc này anh bỏ đi, nhưng mà người kia này rất là cần, khi không kiếm không ra á, anh chia sẻ đồ đạc nữa, chia sẻ kinh nghiệm. Và nhiều phụ tùng thì khi mình vứt xó nhà mình chẳng làm gì, nhưng mà bạn lại rất là cần. Ngược lại đi mua thì nó lại mắc, đi mua mà có khi không có, có thì cũng có mà nó mắc. Mua bán mà mua vô mua đồ mà đồ lô nó là đồ tiền mua về để mày đâu kiếm đồ rồi. Thôi cảm ơn anh nhá, rồi em đi về đây. Dạ.